Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Thuốc Lam Nguyễn Thi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video bổ ích nào. Chào quý vị và các bạn. Ở video này tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, nhất là các chị em phụ nữ, một vị cây thuốc quý, cũng có thể coi là người bạn đồng hành của các chị em phụ nữ, đó là cây ích mẫu. Thường nó có tác dụng tốt để điều trị bệnh rối loạn kinh nguyệt, bế kinh, tắc kinh. Mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về loài cây này. Cây ích mẫu được mệnh danh là người bạn đồng hành không thể thiếu dành cho chị em phụ nữ. Thì tôi cũng xin giải thích với quý vị và các bạn. Từ ích mẫu, ích là lợi ích, mẫu là người mẹ. Ý nói của cây thuốc này là có nhiều lợi ích cho chị em phụ nữ và con nhỏ nên được người xưa gọi là cây ích mẫu. Cây thuộc họ hoa môi. Khu vực phân bố, ở nước ta thường thấy cây mọc hoang ở ven sông, bên suối và những nơi đất ẩm. Có khi cây còn mọc ở bờ ruộng, nhất là vào mùa đông. Bộ phận dùng làm thuốc, toàn bộ phần cây trên mặt đất bao gồm thân, lá, quả, hoa đều được dùng làm thuốc. Trong đó thì phân ra làm hai vị thuốc, đó là toàn bộ thân, lá khô được gọi là ích mẫu thảo. Thứ hai là quả ích mẫu chín phơi khô gọi là sung quý tử. Cây thường được thu hoạch hàng năm, nếu lấy lá người dân thường thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 7, nếu lấy quả thì thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 10. Về thành phần hóa học của cây ích mẫu, là một loại cây thuốc lam nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học Việt Nam và trên thế giới. Từ rất lâu, các nhà khoa học đã tìm thấy các hợp chất quý có trong cây ích mẫu, bao gồm các chất như alkaloid, flavonoid, saponin, tannin và một lượng nhỏ tinh dầu. Công dụng của cây ích mẫu. Cây ích mẫu có vị cay, đắng, tính hơi hàn, có tác dụng tiêu huyết ứ, sinh huyết mới, hoạt huyết điều kinh. Thì tôi cũng lưu ý với quý vị và các bạn là những người có đồng tử giãn không nên dùng. Ích mẫu được ví như người bạn đồng hành của chị em phụ nữ bởi hiệu quả điều trị về bệnh phụ nữ của nó là rất tuyệt vời. Trong dân gian thường truyền miệng hai câu thơ: Nhân trần ích mẫu đi đâu để cho gái đẻ đớn đau thế này, để nói lên sự quan trọng của cây ích mẫu đối với các chị em phụ nữ. Sau đây là một số tác dụng chính của vị thuốc này. Thứ nhất là tác dụng điều trị bế kinh, tắc kinh ở phụ nữ. Thứ hai là điều trị máu ứ tích tụ ở bà bầu sau khi sinh đẻ. Thứ ba là điều trị kinh nguyệt không đều, rối loạn kinh nguyệt. Thứ tư là điều trị đau bụng kinh, kinh nguyệt ra nhiều hơn so với bình thường. Thứ năm là điều trị huyết áp cao. Thứ sáu là tác dụng bổ tim, điều trị các bệnh về tuần hoàn cơ tim. Thứ bảy là tác dụng thông tiểu, tiêu phù thủng và điều trị bệnh viêm thận cấp tính. Vậy thì cách dùng và liều dùng như thế nào là hiệu quả? Dùng lá hay quả với liều lượng từ 6 đến 12 gram sắc uống hàng ngày. Điều trị kinh nguyệt không đều, lấy 10 đến 12 gram lá thân khô sắc lức uống trong vòng 10 ngày. Thứ ba là điều trị bệnh viêm thận cấp phù thủng, lấy 25 đến 20 quả ích mẫu khô sắc với 800 ml nước. Rồi sau đó sắc cạn còn 300 ml chia làm 2 đến 3 lần uống trong ngày. Lưu ý khi sử dụng cây ích mẫu là không dùng cho những người bị huyết hư, đồng tử giãn, phụ nữ mang thai không nên dùng. Vừa rồi tôi đã trình bày cho quý vị và các bạn một vị cây thuốc lam có công dụng điều trị bệnh bế kinh, tắc kinh và cũng được coi như người bạn đồng hành của chị em phụ nữ, đó là cây ích mẫu. Nếu quý vị và các bạn có quan tâm đến sản phẩm cây ích mẫu và muốn sử dụng cây ích mẫu để làm thuốc, thì có thể liên hệ với Thảo Dược Thuốc Lam Nguyễn Thi theo số điện thoại 0982 957 282. Chúng tôi chuyển hoàn toàn quốc, nhận được hàng mới phải thanh toán. Hiện tại thì nhà thuốc Nam Gia Truyền Nguyễn Thi có cả dạng cao lỏng, dạng siro để các chị em phụ nữ tiện dụng trong khi sử dụng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.